Hi everybody, welcome to my channel. I'm Chip Game. Today I play two games. The first game I play is Tom Hero. Now let's go. Rồi, mời các bạn xem clip nha. Ok, và đây là giao diện game của chúng ta. Đầu tiên vào mình sẽ mở những cái phần quà mỗi ngày nha các bạn. Đấy, mình được một chiếc áo của nhân vật Hen nha các bạn. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ chơi chế độ sự kiện nha. Ok. Rồi, chúng ta bắt đầu, let's go now. Rồi, nhiệm vụ của chúng ta hãy lướt qua, lướt lại và nhặt vàng nha. Ngoài sự kiện lần này chúng ta cần phải tiêu diệt 10 cái con quái vật to này. Đó. Ok, tiếp tục. Úi trời ơi, mình đã tiêu diệt được 6 con. Rồi, và đây là con thứ 7 nhé. Wow, ở đây có 2 con luôn. Rồi, chúng ta đã hoàn thành sự kiện đầu tiên. Tiếp tục chúng ta nhận phần thưởng nha. Đây. Rồi, chúng ta cần phải nhảy 122. Đó, cái chướng ngại vật nha các bạn. Ok. Chúng ta cần phải tập trung cao độ nha. Đó, chúng ta cẩn thận những chiếc xe mà chạy ngược chiều nè. Đó. Wow, càng trở về sau nó càng khó nha các bạn. Là cố gắng lẹ mắt để mà tìm, nhanh tay lẹ mắt để mà tìm ra cái hướng đi cho mình nha. Úi trời ơi. Xem chút nữa rồi, may quá. Cố lên nào, mình đã nhảy được 57 cái chướng ngại vật rồi. Oh no, rồi xong, đã xảy ra va chạm nha. Ok, mình sẽ vào nâng cấp cái lâu đài của chúng ta. Rồi, vậy là chúng ta đã nâng cấp đủ rồi nha. Đấy. Mình sẽ mở khó được nhân vật mới nè các bạn. Số điểm mà hiện tại đây là nhân 42 nha. Ok, chúng ta hãy đi giải cứu con Ginger nha các bạn. Wow. Oh no. Trời ơi. Ra thử lại nào. Đấy. Lần đầu tiên mình đã rút được kinh nghiệm rồi nha. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy lên phá hủy, phá hủy cái phi thuyền này. Rồi, đã phá được một máu rồi nha. Chúng ta tiếp tục chuẩn bị cho lượt tấn công thứ hai nha các bạn. Rồi, tiếp tục. Chúng ta cần phải nhanh tay bấm liên tục nha.
Rồi, vẫn còn một lần nữa nha các bạn. Ồ. Lần này chúng ta sẽ giải cứu được con Ginger nha. Rồi, chuẩn bị nào. Rồi, xong. Đấy, unlock Ginger. Rồi, ok, mình sẽ qua cái tựa game tiếp theo. The next game, I believe, Tom Friend. Ok, và đây là giao diện game của chúng ta. Cái con heo này nó đã buồn ngủ nha. Bây giờ mình sẽ cho nó đi ngủ. Rồi, chúng ta tiếp tục qua con mèo Tom. Rồi, chúng ta đã nhận một ít ngôi sao, bây giờ mình sẽ cho nó đi tắm nha. Đấy. Rồi, tiếp tục. Wow, con mèo Angela thì mình sẽ cho nó tắm hồ bơi nha. Rồi, ok. Rồi, con này đã tắm xong, bây giờ mình sẽ dọn dẹp cái đống bùi nhùi này. Đó, quét dọn cho nó sạch sẽ nha. À, con Angela, con hen này vẫn chưa ngủ dậy nha các bạn. Đấy, hiện tại đội quân của mình khá là vắng nha, mới chỉ có 3 thành viên thôi. Ok, để bây giờ mình xây dựng đó cái bộ, những cái bộ đồ chơi ở đây. Rồi, để xem còn cái gì nữa không nha. Wow, có cây đờn guitar. Tiếp tục mình sẽ coi và có còn cái gì không mình sẽ bỏ ra nha. Rồi, mình nhận được một ít ngôi sao này. Đấy. Tiếp tục để xem con Angela này muốn làm gì nha. Đã phát hiện ra có con tưởng cá mập chứ ai ngờ một thành viên mới nha các bạn, một con thỏ màu đen nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho nó đi tắm nè. Wow, hiện tại đang có 4 người bạn rồi nha. Rồi, cái con hen nó đang bị đau bụng. À, con này nó muốn ngồi xích đu nha. Ok. Rồi, để mình thử chơi trò chơi này nha. Wow. À, mình vẽ đường cho con bọ này di chuyển nha các bạn. Ok. Ấy. Rồi, nhiệm vụ hoàn thành, tiếp tục. Dạ. Đó, chúng ta cho nó di chuyển vào trong cái ống này nha. Đấy. Rồi, đã hoàn thành được 3 con. Tiếp tục. À, cái con này nó di chuyển rất là chậm nha. Rồi. Quýt. Ấy. Rồi, tối, trời tối rồi. Con này thì mình sẽ cho nó được một chiếc túi nha. Để xem cái túi này có gì đây. 20 con. Ok, tiếp tục. Con mèo Angela. Trời mưa. Trời hiện tại đã đổ mưa nha. Rồi mình sẽ cho con này ăn rồi mình sẽ kết thúc video tại nha các bạn. Rồi ok, mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu clip hay đừng quên để lại cho mình một like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé.
Nhanh chóng của chú nên nhận được những video mới nhất từ kênh của mình. Cả các bạn, hẹn các bạn những video tiếp theo. Bye bye, see you again.